rợ người chuyện gặp ma của dân phượt ở Đà Lạt. Gan lì và bản lĩnh nhưng không ít phượt thủ phải toát mồ hôi hột, mặt mày tái mét khi gặp ma. Buổi tối cuối tháng 10, khi không khí Halloween tràn ngập, ngồi cà phê cùng rất nhiều người khoái du lịch bụi, tôi được nghe những câu chuyện hư hư thực thực trên đường lang bạt, cũng lạnh xương sống lắm. Bàn tay ma quái. Đà Lạt, cái tên gắn với cao nguyên lang biang hùng vĩ, mùa dã quỳ vàng rực và không khí bình yên của phố núi làm không biết bao kẻ đắm say. Nhóm bạn của anh Phụng ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm 4 người cứ mỗi khi rảnh lại phi xe lên đó, đơn giản chỉ để hít khí trời trong lành và xa khói bụi thành phố. Lần ấy, họ chọn vào một nơi có vườn hoa cây kiểng, khá sang trọng so với thói thường của dân bụi. Nhân viên dẫn đi xem phòng và đề nghị đàn ông con trai ở phòng nhỏ và cũ hơn nhường phòng đẹp cho hai chị gái. Cuối tuần, khách đông, họ vui vẻ chấp nhận. Sau một ngày mệt nhoài lái xe lang thang khắp nơi khá xa thành phố, chụp choẹt đủ kiểu và bị lạc một cơ số lần, cả đoàn đều mệt, thống nhất sẽ ngủ sớm. Nói thì nói vậy nhưng hai anh thức đốt thuốc, xem lại hình, nói chuyện rầm rì đến tận khuya. Đà Lạt đêm, lạnh, anh Phụng vì thế mà còn phàn nàn, cái phòng này bực mình quá. Vừa tách biệt, cũ hơn, lại còn gần đường, cách âm thì không tốt, hèn chi mà không ai chọn. Mà sao tiền vẫn thế nhỉ? Chê thì chê chứ thực ra, dù thế nào, vẫn còn hơn nhiều so với cắm lều dựng trại giữa Đà Lạt lạnh như băng này. Đến khoảng nửa đêm, anh Phụng đến chỗ ba lô để dưới chân bàn trang điểm, ngay bên cạnh giường lấy đồ đánh răng. Tự dưng thấy lạnh gáy, anh quay lại phía sau theo phản xạ, chỉ thấy chiếc giường trống trơn, còn bạn anh đang hí hoáy với cái máy ảnh ở gần cửa ra vào. Vừa cười thầm mình nhát gan, vừa quay lại kéo khóa ba lô. Nhưng rồi cái cảm giác rờn rợn như có người đang xăm soi nhìn từ phía sau, làm anh rùng mình. Ngước lên, nhìn thẳng vào trong gương, anh thấy rõ một bàn tay trắng muốt, nõn nà đang ịn lên phía trước như sắp đưa ra quờ lấy mặt mình. Anh đứng hình đến mấy giây rồi giật mình bật ngửa, ngồi phịch xuống giường. Người bạn ngồi ở cửa thấy biểu hiện lạ của anh, hỏi, sao thế mày? Anh Phụng quay lại nhìn bạn, mặt không còn chút máu nào, rồi lại nhìn chiếc gương hỏi, mày hồi nãy không thấy gì à? Vốn là hai kẻ lữ hành đi nhiều, nếm trải nhiều, hai người bàn luận đưa ra đủ giả thiết, nhưng anh Phụng không thấy giả thiết nào hợp lý và kết luận, mày ơi, phòng này có ma, nhưng hai anh không gọi lễ. Tân mà quyết định sẽ, rình ma. Rời nửa đêm về sáng xứ này lạnh căm căm, căn phòng lạnh lẽo, không khí vẫn còn hôi mùi cũ mốt. Ngoài kia, gió cứ vi vu thổi qua những lỗ hổng trên thân cây cột điện như tiếng khóc hờn giận, ai oán. Tiếng đêm hòa với tiếng giã nở của gỗ lắc rắc như có ai đó đang cố cậy cửa vào. Tiếng sương đêm nhỏ từng giọt lên lá, lên thềm sao tự dưng lại rõ ràng đến thế. Cũng may là không có con mèo gọi được nào. Hai anh đùa. Hai người đàn ông cứ thế nằm, ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào chiếc gương. Cả hai đều cảm nhận rõ có người đang nhìn mình nên cứ một lúc lại giật mình nhìn ra phía sau vì lạnh gáy, hay nhìn lên trần nhà. Đêm dài như giấy trắng. Sáng sớm hôm sau, hai người tóm ngay một nhân viên nam. Vừa đặt vấn đề, anh này mặt tái mét hỏi, hai anh thấy gì à? Chưa kịp điều tra thêm gì thì nhân viên kia bị quản lý ở đó nhắc nhở. Biết rằng khó mà khai thác thêm chuyện gì bởi chắc họ đã được yêu cầu giữ miệng nên hai anh về phòng coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn, có điều ẩn khuất nên mặt mày của nhân viên mới biến sắc như vậy. Hai anh đã hẹn với nhau, lần sau lên Đà Lạt nhất định tìm rõ nguồn cơn về bàn tay trong căn phòng biệt lập ấy. Phượt thủ khẳng định gặp ma ở con đảo. Chỉ đi nhiều chỗ, người ta đồn có ma, nào là biệt thự cũ ở Đà Lạt, đồn quan sát cũ của Bình Ba nhưng chỉ là đồn thổi, chị chưa thấy bao giờ. Chỉ duy nhất có con đảo thì chị cho rằng có. Chị Dương, một người hay xách ba lô lang thang một mình, nói chắc nịch. Chị Dương kể lại chuyến đi du lịch tự túc với một đoàn khá đông cách đây không lâu, khi vừa bước chân lên đảo thì tâm trạng chị tự dưng trùng xuống, cảm giác không còn chút sức lực gì cả. Mặc dù đầu óc vẫn tỉnh táo và cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng, chân nhấc lên cũng nặng, hai vai như bị đè. Ban ngày thì không sợ đâu nhưng càng chiều thì càng mệt và lo lắng. Câu chuyện được kể trước khi ra đảo càng làm chị rợn rợn. Người ta bảo, ở con đảo, một người sống gánh ba người chết. Bất cứ chỗ nào con người đứng trên đảo cũng có thể là chỗ ngày xưa có người đã trút hơi thở cuối cùng. Thế nên, chị cẩn trọng và nhẹ nhàng từng bước đi. 12 giờ đêm. Chị cùng rất nhiều người khác đi viếng mộ ở Nghĩa Trang Hàng Dương. Trong cái tịch mịch, ưu hoài của đêm, không khí xung quanh ẩm ướt, ai cũng có thể cảm thấy hơi lạnh thấu tận trong cơ thể.
hàng ngàn ngôi mộ san sát nhau lặng lẽ, dưới ánh trăng, những tàn cây đổ bóng lên mộ chí tạo thành những hình thù kỳ quái, từng cơn gió lướt qua nhẹ làm lá cây xào xạc như người đang thủ thỉ những điều bí mật. Nghĩa trang Đồi Dương quá rộng lớn, càng đi thắp nhang ở các ngôi mộ phía xa, những người yếu bóng vía càng thấy khó chịu, vì như có gì đó đè nặng trong tim vậy. Tuy vậy, nhưng do đi đông người, lại nghĩ còn ngủ chung nên chị cũng cố vượt qua. Chị Dương nói thêm, vùng đất này rất linh thiêng, bất kỳ ai bước chân lên đảo phải theo một ngầm định là không được cười đùa quá trớn hay nói bậy, bán bổ người đã khuất. Sau khi thắp nhang cho chị Sáu và các liệt sĩ, đoàn chị đi ăn tiếp. Nhưng một anh đi chung đoàn mệt vì uống say nên ngủ lại khách sạn một mình. 2 tiếng sau, anh hớt hơ hớt hải chạy ra quán. Mọi người thắc mắc hỏi và trêu, nhớ vợ hay sao mà không ngủ được lại ra đây. Thì chỉ thấy mặt anh trắng bệch, lắc đầu không nói gì, cứ ngồi lặng lẽ. Mọi người không hỏi thêm gì nữa nhưng đều có chung suy nghĩ anh vừa trải qua chuyện khủng khiếp lắm. Bình xăng Honda 65 lít đổ gần 82 lít, bình thường hay bất thường? Bình xăng chiếc xe Honda dung tích 65 lít nhưng qua thực nghiệm đổ được 81,9 lít, tức chênh lệch lên tới gần 17 lít. Vậy điều đó là bình thường hay bất thường? Các hãng xe hơi cho rằng dung tích thiết kế và thể tích thực luôn có sự chênh lệch, và đó là điều bình thường. Đại diện Honda Việt Nam lý giải sở dĩ cho sự chênh lệch như vậy là mẫu Accord đời 2008 không phải do Honda Việt Nam lắp ráp, sản xuất mà xe này được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài về. Chính vì thế, để có kết quả chính xác và thông tin đúng nhất về dung tích bình xăng xe, hãng này đã chuyển thông tin về cho phòng chất lượng dịch vụ xử lý và từ chối cung cấp thêm thông tin. Lý giải vì sao dung tích bình xăng lại có sự sai số như thông số kỹ thuật ban đầu mà hãng xe công bố, đại diện Ford Việt Nam cho rằng hệ thống bình xăng xe hơi có đường ống dẫn khá nhiều. Theo vị này, dung tích công bố thiết kế nhưng trong bình xăng lại có rất nhiều nhân để chống va đập, chống nổ và có đường ống lớn vòng lên đến phần phễu đổ xăng vào là cả một khoảng nữa nên có thể xảy ra sai số. Chính vì thế, dung tích thiết kế nhưng thực tế không ai đổ. Quá nhiều vì càng đầy thì xăng càng tràn ra ngoài, gây ra hao tốn không cần thiết. Trong khi đó, theo kỹ sư Lê Văn Cạch của hãng Toyota Việt Nam, thông thường chỉ số dung tích bình xăng mà nhà sản xuất đưa ra là thông số gần chính xác và rất ít sai số. Chính vì thế mức chênh lệch trong trường hợp trên có thể một là bình xăng không còn nguyên bản, hoặc nâng cấp nên chênh lệch với thông số của nhà sản xuất đưa ra. Còn nếu bình xăng vẫn còn nguyên bản với thông số của nhà sản xuất đưa ra nhưng khi đổ xăng chênh lệch với thông số chênh lệch đến gần 17 lít thì đó là bất thường. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, đối với các loại xe sử dụng động cơ đốt trong, thông thường bình chứa nhiên liệu phải chừa khoảng trống nhất định nhằm phòng hờ nhiên liệu bị giãn nở, đặc biệt trong điều kiện xứ nhiệt đới. Vì vậy, ông Ninh cho rằng việc dung tích bình xăng 65 lít nhưng khi đổ đầy gần 80 lít cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là, theo ông Ninh, đúng ra nhà sản xuất cũng nên công bố thông tin dung tích chứa nhiên liệu và khuyến cáo mức nhiên liệu chứa ở mức nào là an toàn vì ở xứ ôn đới thời tiết lạnh nên nhiên liệu ít giãn nở nhưng xứ nhiệt đới nhiên liệu trong bình chứa giãn nở rất nhiều. Trong một số điều kiện nhất định, bình nhiên liệu có thể bị vỡ, gây cháy nổ khi áp suất trong bình quá lớn do hiện tượng giãn nở của nhiên liệu và khi bình nhiên liệu này cũ kỹ, các mối hàn đã bị ăn mòn vì vậy, chủ xe không để đổ đầy bình, người bán xăng cũng phải biết chuyện này và khuyến cáo cho hành khách. Ông Ninh nói, như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 10/1, anh Đoàn Đức Thắng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đưa xe Honda Accord của mình vào cửa hàng xăng dầu số 9 Trần Hưng Đạo để bơm xăng A95 mức giá 20.290 đồng 1 lít. Sau khi bơm xăng đầy bình, đồng hồ trên cây xăng hiển thị số liệu là hơn 79 lít xăng, với số tiền tương ứng trên 1,6 triệu đồng, xảy ra cự cãi. Sau đó, các bên kiểm tra thực nghiệm thì cửa hàng xăng được minh oan khi bình xăng chứa được đến 81,9 lít. Trước đó, vào năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một trường hợp tương tự khi một chiếc xe hiệu Honda Accord có dung tích bình xăng 80 lít nhưng vào cây xăng đổ được hơn 90 lít dẫn tới hiểu nhầm. Mọi chuyện chỉ được sáng tỏ khi hai bên tiến hành thực nghiệm dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. 6.000 tỷ thiệt hại trong đại án phạm công danh giờ ở đâu? Luật sư đề nghị làm rõ 6.000 tỷ đồng thiệt hại bây giờ ở đâu. Các bị cáo cho biết số thì chuyển cho bà Hứa Thị Phấn, số trả cho ông Trần Quý Thanh. Ngày 15 tháng 1, tuần làm việc thứ 2 phiên xét xử đại án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và các đồng phạm,
Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hơn 6.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, Phạm Công Danh bị cáo buộc đã sử dụng 2 chiến lược công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ khống vay tiền tại 3 ngân hàng TP Bank, Sacombank và BIDV nhằm mục đích chi tiêu, sử dụng. Do 2 chiến công ty không có tài sản đảm bảo nên Phạm Công Danh đã dùng tiền của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay. Đến hạn thu hồi nợ, 3 ngân hàng đã xiết nợ từ số tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Tại tòa chiều 15 tháng 1, luật sư Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện cơ quan giám định Ngân hàng Nhà nước. Theo vị đại diện của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam gửi tiền vào 3 ngân hàng BIDV, TP Bank và Sacombank để bảo lãnh cho các công ty vay tiền nhưng lại không hạch toán việc bảo lãnh trên hệ thống. Đại diện đoàn giám định cho biết việc dùng tiền gửi để bảo lãnh cho các công ty tại 3 ngân hàng là phù hợp với quy định của pháp luật. Khi các công ty không trả được nợ, 3 ngân hàng TP Bank, BIDV và Sacombank xiết nợ của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam trên tài khoản tiền gửi, việc làm này là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Tất cả quy trình đều đúng theo quy định của pháp luật, vậy thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng trong vụ án vì lý do gì? Luật sư Phan Trung Hoài đặt câu hỏi. Trả lời câu hỏi này, đại diện đoàn giám định cho biết, tôi chưa được trưng cầu giám định về nội dung này. Được triệu tập đến tòa, bà Tăng Thị Nga, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, có 4.500 tỷ đồng vay được từ ngân hàng, các bị cáo đã hòa chung vào dòng tiền của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được dùng để khắc phục hậu quả của vụ án mà lý do vì Phạm Công Danh đã chi tiêu, sử dụng hết. Tại tòa, hai bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, và Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn, đã đề nghị tòa phải thu hồi triệt để số tiền được cho là thiệt hại trong vụ án. Bị cáo Mai đã chỉ rõ địa chỉ đến của số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, đã chuyển khoảng 600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn, người chuyển nhượng ngân hàng cho Phạm Công Danh, đã chuyển gần 200 tỷ đồng cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích, tập đoàn Tân Hiệp Phát để chăm sóc khách hàng. Đã chuyển khoảng 4.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Riêng bị cáo Hoàng Đình Quyết đề nghị tòa làm rõ khoản tiền 2.500 tỷ đồng mà Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích. Theo bị cáo Quyết, đây là số tiền lãi suất vượt trần trái quy định, tất cả đều có chứng từ vì thế nên cần ra quyết định thu hồi. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần thẩm vấn. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.